Bây giờ là 12 giờ trưa ngày 30 Tết năm Kỷ Sửu. Chúng tôi đang ở Big Bear. Đây là một khu ski nổi tiếng của Cali nữa. Các bạn có dịp ghé ngang Cali thì nó khoảng 1 tiếng 15 phút từ Quận Cam chạy xe. Như các bạn đã thấy đó, bây giờ là nó đang tuyết đang rơi. Rất là lạnh, khoảng 10 12 độ C gì đó. Mình đang ngồi trên cái này gọi là cái ski lift, thì muốn ngồi lên cái này á, là bạn có cái này thì bạn mua cái này á, nó tốn bạn 66 đô. Ok, thì nó có hiệu lực trong vòng một ngày. Bạn có cái này á, thì sau đó bạn lên ngồi lên xe cái ghế rồi bạn tới đỉnh. Từ đỉnh bạn sẽ chọn những cái đường nào mà tùy theo khả năng của bạn thì bạn bắt đầu trượt xuống. Khi trượt xuống thì bạn cần cái này. Cái này là tiếng Anh là snowboard, từ chữ snow là tuyết, là chữ board là cái board. Cái này thì bạn có thể thuê ở đây ngay tại chỗ cũng có. Giá nó khoảng 30-40 đô gì đó một cái. Sau đó thì bạn phải thuê thêm cái giày boot. Cái này khoảng 10 đô. Sau đó thì bạn phải cần có những cái đồ chống lạnh với lại chống ướt, thì cần cái quần chống ướt với lại cái áo chống ướt chống lạnh. Cái này cũng chống ướt chống lạnh, cái này chống lạnh. Khi mà trời nắng quá thì bạn phải cần cái này. Cái này sẽ giúp bạn có một cảm giác dịu dàng. Thì nãy giờ chơi cũng tiếng mấy 2 tiếng rồi thì bắt đầu chơi á, thì các bạn sẽ dễ bị té. Nhưng mà nếu mà chơi lâu rồi á, thì tôi nghĩ các bạn sẽ rất thích cái môn này.